Kính thưa các đồng chí, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, sinh hoạt chuyên đề hàng năm, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức triển khai các chuyên đề trong toàn lực lượng, trong đó đã đi sâu vào chuyên đề Công an Nhân dân học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh với 3 phần. Phần thứ nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách, phần thứ hai là tấm gương phong cách Hồ Chí Minh, phần thứ ba là kết quả học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an Nhân dân. Trong phạm vi và thời lượng cho phép của ngày hôm nay thì tôi sẽ báo cáo tập trung với các đồng chí phần thứ ba với 3 nội dung cơ bản sau đây. Một là tính tất yếu của việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an Nhân dân. Hai là kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đây là biện pháp thiết thực nhất của lực lượng Công an Nhân dân trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung thứ nhất để trả lời cho câu hỏi vì sao lực lượng Công an Nhân dân cần học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Một là xuất phát từ đặc điểm, tình hình công tác và nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho lực lượng Công an Nhân dân. Thưa các đồng chí, Công an Nhân dân là công cụ chuyên chính sắc bén, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 10 năm 1956, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, nhiệm vụ của Công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải ý thức rất rõ về vinh dự và trách nhiệm ấy để sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lực lượng Công an Nhân dân được Đảng và Nhà nước giao bảo vệ những bí mật quốc gia. Những bí mật này có liên hệ trực tiếp tới sự sinh tồn và phát triển của đất nước, của chế độ xã hội. Nếu bị lộ lọt ra ngoài sẽ gây những tổn hại nghiêm trọng cho cách mạng. Vì vậy mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bất kỳ tình huống nào. Thưa các đồng chí, lực lượng công an chúng ta thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, công việc hàng ngày trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh mạng chính trị, tính mạng và tài sản của nhân dân. Vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải có cho mình một phong cách đạo đức trong sáng, kiên định lập trường quan điểm quần chúng đúng đắn, luôn có tư thế lễ tiết tác phong đúng mực để nhân dân tin yêu, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an. Đối tượng đấu tranh của lực lượng công an là bọn phản cách mạng, tội phạm và những mặt trái của xã hội, luôn bằng trăm phương nghìn kế tìm cách tấn công mua chuộc. Vì vậy, người cán bộ chiến sĩ công an phải luôn luôn đề cao cảnh giác, vững vàng về bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, sẵn sàng đối phó với những âm mưu tấn công và mua chuộc của kẻ thù. Hai là xuất phát từ những đặc điểm yêu cầu đòi hỏi của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn cách mạng mới. Như các đồng chí đã biết, thì cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở nước ta hiện nay đang diễn ra trong bối cảnh hết sức phức tạp với những thách thức mới, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định về lập trường, quan điểm giai cấp, đồng thời phải thường xuyên học hỏi để nâng cao hiểu biết, tiếp thu những tri thức về khoa học kỹ thuật để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới. Ba là xuất phát từ thực tiễn công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thời gian qua và yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong thời gian tới. Phần đông đội ngũ cán bộ, đảng viên của lực lượng công an đã trung thành với Đảng, Nhà nước và tận tụy phục vụ nhân dân. Trong công tác hàng ngày đã thực hiện nói đi đôi với làm, cấp trên nêu gương cho cấp dưới, có nhiều tấm gương mưu trí dũng cảm trong công tác và trong chiến đấu. Tuy nhiên, thực tế cũng chỉ ra rằng vẫn còn một số ít cán bộ chiến sĩ bộc lộ những hạn chế yếu kém trong phong cách làm việc, có tình trạng nói không đi đôi với làm hay nói nhiều làm ít, hách dịch, quan liêu, cửa quyền gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thưa các đồng chí, trước những yêu cầu đòi hỏi mới của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, thì nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thời gian tới, đó là xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,
vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kính thưa các đồng chí, như vậy, qua phần thứ nhất tôi vừa trình bày, có thể khẳng định với các đồng chí rằng, trải qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và phát triển, lực lượng Công an Nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vào sự lớn mạnh và phát triển của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn cách mạng mới, thì để xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vững mạnh toàn diện, đòi hỏi phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung thứ hai là kết quả thực hiện của vận động xây dựng phong cách người Công an Nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thưa các đồng chí, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã và đang ra sức thi đua thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thì ngày 12 tháng 1 năm 2017, Bộ Công an đã phát động cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an Nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong toàn lực lượng. Đây là cuộc vận động lớn có ý nghĩa trong việc chỉnh huấn, chỉnh quân, xây dựng bản lĩnh chính trị, phong cách công tác cho cán bộ chiến sĩ tại nơi làm việc cũng như khi tiếp xúc với quần chúng nhân dân. Cuộc vận động còn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động của cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp và toàn thể cán bộ chiến sĩ với yêu cầu xây dựng phong cách người Công an Nhân dân trong tình hình mới. Với những tiêu chí cụ thể, thiết thực và 8 nhóm nội dung, biện pháp thực hiện, thì cuộc vận động đã nhanh chóng đi vào nền nếp công tác, chiến đấu, sinh hoạt của công an, cán bộ chiến sĩ và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động, toàn lực lượng đã ghi nhận được nhiều kết quả thực hiện hết sức tích cực. Cụ thể là, thứ nhất, công an các đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ chiến sĩ học tập, nghiên cứu về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an. Trong đó tập trung vào việc tự soi, tự sửa để nâng cao nhận thức về xây dựng bản lĩnh chính trị và phong cách công tác. Cụ thể, Bộ Công an đã tổ chức 20 buổi nghe báo cáo chính trị thời sự, 3 buổi báo cáo chuyên đề về phong cách Hồ Chí Minh. 110 công an các đơn vị địa phương đã tổ chức trên 1.700 buổi nói chuyện chuyên đề về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Thứ hai, công an các đơn vị địa phương đã tổ chức tọa đàm về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, về 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân và triển khai xây dựng, hoàn thiện về tiêu chí xây dựng phong cách người Công an Nhân dân. Các con số cụ thể đó là 83 công an các đơn vị địa phương đã tổ chức 4.893 cuộc hội thảo tọa đàm khoa học về xây dựng phong cách người Công an Nhân dân. Các tiêu chí bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ đã được cụ thể hóa thành những khẩu hiệu hành động hết sức sinh động. Có thể kể đến như đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chuyên cần, xây trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, chống thờ ơ, thụ động, trông chờ, hay quản lý tốt, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi. Thứ tư, lực lượng Công an Nhân dân đã đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác tập huấn điều lệnh nội vụ Công an Nhân dân. Bộ Công an qua 2 năm thực hiện cuộc vận động đã tổ chức tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật cho 1.277 đồng chí là lãnh đạo cấp cục, cấp phòng phụ trách về công tác điều lệnh, tiến hành kiểm tra 1.392 lượt tại các đơn vị, nhất là các đơn vị thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc với tổ chức cá nhân công dân. 94 công an đơn vị địa phương đã tổ chức 1.381 lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp ứng xử cho công an chính quy và công an xã. Qua đây có thể thấy rằng, việc chấp hành điều lệnh tư thế lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đã được nâng lên rõ rệt. Ý thức trách nhiệm trong công việc cũng như phục vụ nhân dân đã được chuyển biến rõ rệt. Thứ tư là lực lượng công an đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, xã hội, nhân đạo, giúp đỡ nhân dân nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân. Thưa các đồng chí,
Sơ kết một năm thực hiện quyết liệt chủ trương tinh gọn bộ máy tổ chức, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Bộ Công an đã tăng cường về cơ sở trên 10.250 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã và thị trấn, bước đầu tạo những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh chính trị tại địa bàn cơ sở. Trong năm 2019, chỉ tính riêng tội phạm về trật tự xã hội đã giảm 7,39% so với năm 2018 và từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Cũng từ chính thực tiễn công tác chiến đấu khó khăn và hiểm nguy thì đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy với công việc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tính từ năm 2016 đến nay, đã có 38 đồng chí cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ và trên 1.000 cán bộ chiến sĩ bị thương. Tính riêng trong năm 2019 thì con số ấy là 9 đồng chí hy sinh, 304 đồng chí bị thương và hàng trăm đồng chí khác bị phơi nhiễm HIV khi thực hiện nhiệm vụ. Thưa các đồng chí, và chỉ mới đây thôi, trong những ngày đầu tiên của năm 2020, khi Tết sắp đến và xuân đang về, chúng ta không khỏi bàng hoàng và xót xa khi nghe tin về 3 chiến sĩ công an đã hy sinh vì sự bình an của nhân dân xã Đồng Tâm nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Đó là đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, đồng chí Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, và đồng chí Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội. Vẫn biết trong chiến đấu là có hy sinh, nhưng thưa các đồng chí, thử hỏi có sự hy sinh nào mà không hề xót xa. Sự xót xa ấy là dành cho những mất mát, những đau thương của gia đình các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an và dành cho những tổn thất to lớn của lực lượng công an nhân dân mà không gì có thể bù đắp nổi. Ngày hôm nay, khi báo cáo trao đổi với các đồng chí về sự việc, tôi vẫn không khỏi nghẹn ngào khi nhớ đến cái nắm tay và lời dặn dò vội vàng của người vợ đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh. Đưa con đến lớp xong, em sẽ về cùng ăn với anh luôn. Và đó là cái nắm tay cuối cùng của đôi vợ chồng ấy. Còn người bố đẻ của đồng chí Đại úy Phạm Công Huy thì sẽ mãi nuối tiếc vì cháu hy sinh khi còn trẻ và nhiều hoài bão còn dang dở. Người vợ của đồng chí Huy sẽ cả cuộc đời này đau đớn một câu hỏi: chồng ơi, 3.000 quân sao lại là anh? Vậy là ngay giữa thời bình, máu, tính mạng, mồ hôi và nước mắt của đồng đội chúng ta vẫn đang rơi xuống. Nhưng đúng như trải lòng của người chú đồng chí Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, tôi tin sự hy sinh ấy là không hề vô ích. Gia đình tôi đau đớn nhưng tự hào về cháu. Và 3 chiến sĩ công an của chúng ta đã ngã xuống, đã hy sinh dũng cảm vì sự bình yên và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm vì đã lập những chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thưa các đồng chí, chúng ta xót xa trước những tấm gương anh dũng hy sinh trong trấn áp tội phạm, nhưng chúng ta cũng không quên ghi nhận những nỗ lực, những cố gắng của hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đã vất vả trắng đêm dầm mình trong mưa lũ để di rời tài sản và người dân đến nơi an toàn tại các huyện Quỳ Hợp của tỉnh Nghệ An hay huyện Quan Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Đây chính là những tấm gương tiêu biểu nhất về phong cách người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo phong cách Hồ Chí Minh. Thưa các đồng chí, đối với công tác xã hội từ thiện nhân đạo, sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động thì Bộ Công an đã quyên góp ủng hộ kinh phí để nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi, các nhà tình nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ kinh phí khắc phục hậu quả do lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai gây ra, nhận đỡ đầu cấp học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi thực hiện công tác dân vận với số tiền hàng chục tỷ đồng. Thứ năm về kết quả tích cực đã đạt được, đó là lực lượng công an nhân dân đã chủ động phối hợp, đề nghị các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân giám sát,
đóng góp ý kiến đối với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao với văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân. Với hơn 5.000 lượt hội nghị, công an lắng nghe ý kiến của nhân dân, 42 trên 63 công an đơn vị địa phương đã phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của nhân dân và thực hiện trên 500 mô hình phần việc có ý nghĩa, tiêu biểu như nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, chạm dừng chân thân thiện. Đồng thời, toàn lực lượng đã thực hiện tốt khẩu hiệu hành động, mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá của nhân dân tính trung bình tại 42 công an đơn vị địa phương là 88% ý kiến đánh giá hài lòng với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của lực lượng công an nhân dân. Kính thưa các đồng chí, với những kết quả tích cực đã đạt được, có thể khẳng định những nỗ lực và quyết tâm cao của lực lượng công an nhân dân trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Nhất là trong công tác đập tan âm mưu, tấn công, chống phá đảng, nhà nước của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của quốc tế. Trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân đã lập nhiều thành tích xuất sắc, luôn luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Tuy nhiên, kế thừa quan điểm của Bác về công tác tự phê bình và phê bình trong đảng, để có một đảng thực sự cách mạng, tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn và chân chính, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào những hạn chế bất cập của lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện cuộc vận động nói riêng và học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh nói chung thời gian qua. Đó là gì? Trước hết, đó là trong thực hiện công tác điều tra giải quyết vụ việc, một bộ phận cán bộ chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện đã có những hành vi vi phạm kỷ luật, tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ, trong đó có cả những cán bộ đảng viên giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong ngành công an. Thưa các đồng chí, khi nhìn những hình ảnh này thì thực tế đau xót nhất là gì? Là họ đã từng là cán bộ, đảng viên, từng là những đồng chí, đồng đội của chúng ta. Họ cũng đã cống hiến, đã chiến đấu vì lý tưởng, vì sự nghiệp an ninh trật tự của Tổ quốc. Họ còn từng là những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, biết bao thế hệ noi theo. Nhưng trong vòng xoay của cuộc sống, chỉ một phút, một giây, không giữ được mình trước những cám dỗ lợi ích vật chất, họ đã thoái hóa biến chất, đã lợi dụng chính niềm tin của Đảng, nhà nước và nhiệm vụ quyền hạn mà họ được giao để thực hiện những hành vi tiêu cực, đến mức Trung ương phải ra quyết định xử lý kỷ luật, thậm chí là xử lý về hình sự. Một trong những hạn chế bất cập còn là những câu chuyện đáng buồn về văn hóa giao tiếp ứng xử. Một số ít cán bộ chiến sĩ công an vẫn có thái độ, hành vi cử chỉ, thiếu khiêm tốn, không đúng mực với nhân dân. Trong giải quyết công việc còn cứng nhắc, hách dịch, cửa quyền, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chúng ta không hề ngần ngại khi nhắc lại sự việc của đồng chí đại úy Lê Thị Hiền hay thượng úy Nguyễn Xô Việt, bởi chính những hành vi ứng xử thiếu văn hóa như thế này đã làm xấu đi hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Kính thưa các đồng chí, chúng ta vô cùng tự hào về những chiến tích mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được qua các chặng đường lịch sử. Nhưng vẫn biết rằng những hạn chế bất cập như trên đây chỉ là hiện tượng con sâu bỏ dầu nổi canh, và chúng ta không vì thế mà suy diễn, coi thường và phủ nhận những đóng góp to lớn của lực lượng công an. Nhưng chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn, không được quá say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Tôi muốn mượn ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để nhấn mạnh với các đồng chí rằng những chiến công, những thành tích của lực lượng công an nhân dân là niềm tin, là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và lực lượng công an giao cho chúng ta. Và với tư cách là một lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, thì mỗi chúng ta phải ý thức rất rõ ràng rằng lực lượng công an phải là lực lượng tiền phong gương mẫu trong thực hiện xây dựng bản lĩnh chính trị và phong cách công tác. Hãy xứng đáng là nơi gửi gắm trọn vẹn niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi đồng chí hãy ghi nhớ rằng danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Kính thưa các đồng chí, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng và ngành công an.
Đây cũng là năm thứ tư mà toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, công tác xây dựng lực lượng của chúng ta vẫn còn đối diện với một số khó khăn, thách thức như tính chất ngày càng cam go phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, âm mưu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đòi phi chính trị hóa lực lượng công an, xóa bỏ vai trò của Đảng đối với lực lượng công an và những nguy cơ đến từ chính những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một số ít cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Phát biểu khai mạc Hội nghị Toàn quốc của Công an lần thứ 75 năm 2019, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới của lực lượng công an nhân dân là vô cùng nặng nề và một trong những nội dung đồng chí yêu cầu với lực lượng công an nhân dân đó là phải tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh và kiên quyết chống những biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân. Chính vì vậy, trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, đề nghị các đồng chí cán bộ, chiến sĩ công an chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số công việc sau đây. Một là nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc di chúc của Bác, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Hai là nghiêm chỉnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân để xây dựng hình ảnh người công an nhân dân cách mạng được nhân dân tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ. Ba là cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp cần phát huy vai trò nêu gương, tiền phong gương mẫu trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân. 4. Là xây dựng và thực hiện tốt hơn nữa các tiêu chí về phong cách người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân gắn với chính yêu cầu và nhiệm vụ công tác được giao. 5. Là chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 6. Là tổ chức thật tốt đại hội các cấp trong lực lượng công an, bảo vệ đại hội đảng các cấp và đại hội đảng 13. Bảo đảm an toàn cho các hoạt động của ASEAN sẽ diễn ra tại Việt Nam trong năm 2020 cũng như các hoạt động quan trọng của quốc tế. Kính thưa các đồng chí, tại lễ quốc gia 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của người, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chọn đời người vì nước, vì dân, hết lòng hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất của lịch sử dân tộc ta. Đối với lực lượng công an nhân dân, để hoàn thành những trọng trách thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho, thì việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ chiến sĩ. Với những nội dung tôi trao đổi trong chuyên đề ngày hôm nay, mong muốn sẽ tiếp tục hoàn thiện nhận thức, giúp các đồng chí thông suốt về tư tưởng để có những chương trình hành động quyết liệt trong chính công việc, nhiệm vụ hàng ngày được giao, để học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, xứng đáng là những người chiến sĩ công an nhân dân cách mạng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Kính thưa các đồng chí, trong thời lượng và phạm vi cho phép của buổi báo cáo ngày hôm nay, tôi đã trình bày với các đồng chí phần thứ 3 về kết quả học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng công an nhân dân của chuyên đề Công an nhân dân học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Rất mong sẽ nhận được những ý kiến trao đổi phản hồi của các đồng chí để chuyên đề thực sự có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả. Sau đây, xin mời ý kiến đóng góp của các đồng chí. Nếu không có ý kiến nào thêm, phần trình bày của tôi xin phép được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi và kính chúc sức khỏe các đồng chí.